Mới đây, công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinasup đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai đợt cao điểm hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo công ty cho biết năm 2015 với hệ thống văn phòng đại diện trên cả nước, Vinasup đã triển khai nhiều hoạt động chứng nhận giám định kiểm tra hàng hóa, tham dự nhiều hội chợ, triển lãm và tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên ngành v.v. được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Quản lý Thị trường, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cảnh sát Môi trường kiểm tra trên 40 tổ chức cá nhân là các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng thức ăn chăn nuôi với trên 100 mã sản phẩm, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm sử dụng chất cấm, phát giác và tố giác những trang trại sử dụng chất sabutamol và vàng ô để chăm nuôi gia súc gia cầm. Nhờ đó đã giúp các cơ quan chức năng xử lý 18 công ty có hành vi vi phạm, xử phạt hành chính với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung như tịch thu, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.